Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Hội thảo nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý tại Sapa. Khởi công trình tuyến đường xanh nông dân, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Lào Cai lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban công tác mặt trận thôn Đông Căm, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương phát huy vai trò trong vận động nhân dân tích cực đóng góp, chung sức cùng cấp ủy chính quyền xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong phần tin trong nước và quốc tế, thời tiết nồm ẩm, nóng lạnh thất thường, gia tăng số trẻ đến khám và nhập viện. WTO dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2023. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hội thảo nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý tại thị xã Sapa vừa được Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa phối hợp với Viện Dược liệu Bộ Y tế tổ chức chiều 5 tháng 4. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội thảo. Trước đó, Viện Dược liệu phối hợp với thị xã Sapa và các đơn vị tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu. Qua khảo sát, đã lựa chọn được 8 xã phường, gồm phường Hàm Rồng, các xã Mường Bo, Liên Minh, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Văn, Thanh Bình và Trung Trải, sẽ tiến hành trồng 17 loài dược liệu. Tổng diện tích là 280 ha, đồng thời xây dựng khu sơ chế chế biến đặt tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc thôn Cửa Cải, xã Ngũ Chỉ Sơn. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào một số vấn đề cần quan tâm như lựa chọn giống cây phù hợp, quy hoạch vùng trồng bám sát vào quy hoạch chung của thị xã, đảm bảo đầu ra ổn định để bà con yên tâm phát triển bền vững. Hội nông dân thành phố Lào Cai phối hợp với phường Xuân Tăng vừa tổ chức khởi công công trình tuyến đường xanh nông dân. Tới dự có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Công trình tuyến đường xanh nông dân có kinh phí gần 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Lào Cai lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Công trình hoàn thành sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo môi trường xanh trong lòng khu dân cư. Ngay sau lễ khởi công, đồng chí Bí thư Thành ủy Đỗ Trường Sơn cùng đại diện Hội nông dân thành phố, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 và nhân dân phường Xuân Tăng tham gia trồng 200 cây giáng hương tại khuôn viên nhà văn hóa khu dân cư số 1 và tuyến đường Phan Bá Vành. Lào Cai hiện có 769 điểm tiêm chủng, trong đó 152 điểm cố định tuyến xã và 605 điểm lưu động, đảm bảo tiêm chủng kịp thời an toàn cho trẻ. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 11.000 trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo an toàn. Các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giúp tạo miễn dịch cơ bản, phòng 8 bệnh truyền nhiễm, gồm lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não do vi khuẩn HIP, bại liệt, sởi. Ngành y tế đang tiếp tục triển khai tiêm 2 mũi vaccine IPV, vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ đủ 5 tháng tuổi, mũi 1 và trẻ đủ 9 tháng tuổi, mũi 2, nhằm duy trì và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi. Bảo vệ thành quả, thanh toán bệnh bại liệt và duy trì loại trừ uốn ván sơ sinh. Năm 2023, tỉnh Lào Cai hướng tới mục tiêu đảm bảo 100% người dân trên địa bàn được tuyên truyền về tác hại từ sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động phấn đấu 50% hệ thống nhà hàng, khu du lịch, khách sạn không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Các siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn từ 3 sao trở lên không sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tiêu thụ, thải bỏ, tăng cường thu hồi, tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học trong xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây ra. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Ban công tác mặt trận thôn Đông Căm, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương cũng vận động bà con tích cực đóng góp, chung sức cùng cấp ủy chính quyền xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xác định giao thông là một trong những tiêu chí khó bởi nguồn đầu tư lớn, lại liên quan đến đất đai, tài sản trên đất của bà con. Ban công tác mặt trận thôn đã chủ động vào cuộc, phối hợp với chi bộ, các đoàn thể
đẩy mạnh tuyên truyền vận động giải thích. Từ đó bà con đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất mở đường. Nhà nước quan tâm đến là làm được cho dân làng đi là mình cứ thoải mái hiến đất đi. Xã Lùng Vai đang tập trung cho xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bám sát chủ trương này, Ban công tác mặt trận thôn tích cực vận động bà con hiến đất mở đường, đảm bảo tiêu chí giao thông theo chuẩn mới. Bên cạnh tuyên truyền, cá nhân bà Vùi Thị Liên, trưởng ban công tác mặt trận thôn đã gương mẫu đi đầu, hiến 1.000 mét vuông đất. Chúng tôi sẽ mở một cái cuộc họp để cho bà con, để dạy, nói rõ cho bà con, để cho bà con hiểu. Xong rồi chúng tôi trong ban công tác mặt trận phối hợp với lại trưởng thôn này, bí thư này, để vận động nhân dân hiến đất làm đường thì hầu như là bà con nhân dân cũng nhất trí cao. Trưởng ban công tác mặt trận thôn thì đã tập hợp huy động được nhân dân hiến đất, hiến cây cối hoa màu, và nhất là đồng chí cũng đã làm gương hiến đất để thực hiện cái con đường giao thông nông thôn từ thôn Đồng Căm đi thôn Cốc Lầy. Thôn Đồng Căm có 97 hộ. Năm 2022, Ban công tác mặt trận thôn đã vận động 58 hộ dân tự nguyện hiến gần 7.000 mét vuông đất, 400 cây quế, gỗ, chè và nhiều cây trồng khác. Với sự vào cuộc tích cực này, tuyến đường từ Đồng Căm đi Cốc Lầy đã được mở rộng lên 6 mét, hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Lào Cai phát hiện, bắt giữ và xử lý 22 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó có 3 vụ liên quan đến vi phạm về kiểm soát hải quan, trị giá hàng hóa gần 30 triệu đồng. 19 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan như gian lận thuế, giá, thủ tục hải quan, lực lượng chức năng đã xử phạt 115 triệu đồng. Ngành hải quan đẩy mạnh phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và ngăn chặn phát hiện bắt giữ. Cùng với đó, tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là cư dân biên giới về những chính sách biên mậu, xuất nhập khẩu hàng hóa, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, 90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, thành thạo các dịch vụ khi có nhu cầu. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên kiến thức, kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng, bổ sung cập nhật nội dung về chuyển đổi số vào chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo quản lý. Cùng với đó, đẩy mạnh việc phổ cập kỹ năng số cho người dân qua nền tảng học trực tuyến Mở Đại Trà của Bộ Thông tin và Truyền thông, đào tạo theo hướng cá nhân hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Huyện Mường Khương đang tổ chức các lớp truyền dạy nhằm bảo tồn nghệ thuật làm và múa ngựa giấy của người Nùng. Hiện đang có 3 nghệ nhân truyền dạy cho 40 học viên là người dân và học sinh tại xã Tung Trung Phố. Nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn cách làm ngựa giấy truyền thống, từ chọn nguyên vật liệu đến các công đoạn, cắt khúc tre, chẻ lạt, làm vòng tròn, đầu ngựa, tai, mắt, cắt giấy màu và dán trang trí ngựa. Ở lớp thực hành múa ngựa giấy, nghệ nhân hướng dẫn học viên các động tác, kỹ thuật múa theo từng cặp đôi, đúng truyền thống nghệ thuật dân vũ của dân tộc Nùng. Việc tổ chức truyền dạy cho học viên cách làm ngựa giấy và múa ngựa giấy nhằm bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Nùng tại vùng cao Mường Khương. Những năm gần đây, quần áo may sẵn chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng và rộng khắp nhờ ưu điểm giá rẻ, kiểu dáng đa dạng. Tuy nhiên, nghề may đo vẫn giữ cho mình một chỗ đứng nhất định khi chiều lòng một bộ phận khách hàng với sở thích riêng. Yêu thích nghề làm đẹp, từ năm 1995, bà Phạm Thị Hà đã chọn nghề may để thỏa đam mê và sở trường. Từ một tiệm may nhỏ, giờ đây bà Hà đã có cho mình một thương hiệu may với tệp khách hàng riêng, ổn định, đồng thời còn tạo việc làm cho gần 10 chị em khác. Theo như mình nghĩ thì cũng có khả năng là một phần là do mình đam mê với công việc ấy. Thì khách hàng cũng được rất là nhiều khách hàng yêu mến.
Đường nói chung là mình thấy cái phòng của mình cũng được tất cả các khách hàng cũng rất là ưa chuộng. Mình cũng muốn khẳng định với cái thương hiệu của mình và những cái thiết kế của mình nên mình đã đăng ký một cái thương hiệu của mình. Chiều lòng khách từ những chi tiết nhỏ, gian phòng thiết kế và may đo của chị Lưu Thị Thu Hằng lúc nào cũng ngập tràn sắc màu của các loại chỉ và vải may. Những ngày này căn phòng luôn sáng đèn bởi lượng khách đến may đo tăng cao. Xu hướng thời trang thì là thay đổi theo từng ngày, mà mỗi người thì có một cái cảm nhận riêng về thời trang. Mỗi người thích một các lựa chọn theo phong cách khác nhau, nên là mình muốn làm đồ thiết kế riêng để không bị đụng hàng này. Rồi làm cho khách cảm, nếu mà làm theo may đo thì khách mặc lên người sẽ vừa vặn hơn với form người riêng của từng người. Được tự chọn mẫu cho hợp dáng, chọn vải theo sở thích hay đơn giản chỉ là niềm vui được mặc những bộ quần áo thiết kế riêng. Nghề may đo truyền thống vẫn phát triển để đáp ứng nhu cầu của nhiều người trong cuộc sống. Sở thích của tôi là thích may, vì đi mua thì nó sẽ không theo ý muốn của tôi. Vì may thì đường kim mũi chỉ nó rất đẹp và các đường uốn cong nó cũng hợp với cái tuổi của tôi. Từ bộ cách tân, bộ váy và áo khoác là tôi đều may ở đây, và bộ đồ ngủ tôi cũng đều may ở đây cả. Ví dụ như là may chưa ưng là sẽ sửa lại và theo như ý thích của khách hàng. Những đường cắt may tinh tế với chất liệu vải tốt, giá cả hợp lý, thiết kế mang dấu ấn riêng chính là những lợi thế để nghề may đo truyền thống vẫn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường thời trang phong phú đa dạng ngày nay. Tiếp theo chương trình, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp hơn 29 lần. Kinh tế Đức có khả năng tránh được suy thoái. Thời tiết nồm ẩm, nóng lạnh thất thường tại miền Bắc hiện nay đang tạo điều kiện cho các loại virus vi khuẩn phát triển. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ đến khám và nhập viện trong những ngày gần đây đã tăng đột biến. Bệnh nhi này được chuyển tuyến trong tình trạng tức ngực, khó thở với các cơn ho, thở rít kéo dài. Khi nhập viện, bé được chẩn đoán bị hen phế quản nặng và phải thở oxy. Thời gian buổi tối, nhất là nửa đêm về sáng, thì bé hay có những cơn kéo rược, rất là khó ngủ và khó thở. Năm 2022 thì có phát hiện cái dấu hiệu của hen, và từ đó đến nay thì thỉnh thoảng bé có hay lên cơn ho và kéo. Chỉ trong tháng 3 có đến gần 50 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng lên cơn hen cấp ở mức độ trung bình trở lên. Điều đáng nói, nhiều bệnh nhi đã mắc hen phế quản nhiều năm nhưng không được điều trị dự phòng. Thay đổi thời tiết là cháu là cứ ho. Cháu cứ ho, mà ho khi nào ho nhiều mà ho đến nôn là cháu phải nhập viện. Chỉ riêng Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận hơn 4.000 bệnh nhi đến khám. Số bệnh nhi đến khám do hen phế quản đã tăng gấp đôi trước đó. Đặc biệt trong thời tiết hiện nay, số bệnh nhi khám do nổi mề đay cấp cũng tăng đột biến. Đôi khi chúng tôi gặp rất là nhiều các trường hợp mà mề đay do dị ứng thức ăn chẳng hạn, hoặc là do dị ứng nọc độc côn trùng, hoặc là các cái dị nguyên khác đã biết, ví dụ như là thuốc. Thì tốt nhất là khi mà chúng ta được chẩn đoán thật là chính xác cái nguyên nhân bị dị ứng là gì, thì chúng ta có thể giúp em bé phòng tránh được những cái tác nhân đó, chúng ta sẽ không tiếp xúc lại. Hầu hết những mặt bệnh theo mùa hiện nay có thể dự phòng khi cha mẹ hiểu và nắm rõ về nguyên nhân và kiểm soát môi trường sống của bé. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo trong thời tiết hiện nay cần vệ sinh sạch sẽ để phòng nấm mốc, mặt nhà và các tác nhân gây dị ứng, hen phế quản cho trẻ. Quý 1 năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2.700.000 lượt, gấp hơn 29 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt 161.100 tỷ đồng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, lượng du khách quốc tế sẽ có dấu hiệu khả quan hơn vào những tháng tới nhờ thị trường khách Trung Quốc. Việt Nam là điểm đến lý tưởng của khách du lịch Trung Quốc ưa thích loại hình dịch vụ MICE, du lịch ẩm thực, du lịch golf, du lịch khám phá. Ngay sau khi Việt Nam nằm trong danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn của Trung Quốc, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được tổ chức với quy mô lớn. Tuyến du lịch hai quốc gia, 6 điểm đến giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng chính thức được khởi động với sự hợp tác của Sở Du lịch Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Chương trình xe thư viện lưu động đa phương tiện đến các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mới diễn ra từ cuối tháng 3 tới nay đã thu hút hơn 11.500 bạn đọc. Trong chương trình, 6 xe thư viện lưu động đa phương tiện đã phục vụ tại 17 trường tiểu học, trung học cơ sở của thành phố Đà Lạt với gần 18.000 bảng sách. Tham gia chương trình, các em còn được tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, hướng dẫn tra cứu trên Internet, các trang web của thư viện, đố vui về sách, vẽ tranh tô màu các nhân vật trong sách, hoạt động STEM. Mô hình đọc sách bằng xe thư viện lưu động phù hợp với xu hướng và nhu cầu phát triển văn hóa đọc hiện nay, tạo động lực để cán bộ làm công tác thư viện tiếp tục hành trình đưa ánh sáng tri thức đến mọi nơi. Tin thời sự thế giới, Tổng thống Nga Putin đã đề cập lại các nguyên tắc định hướng chính sách đối ngoại mới của Nga, đồng thời đưa ra những nhận định đối với mối quan hệ Nga-Mỹ. Phát biểu trong lễ trình quốc thư của 17 đại sứ mới tại Nga, trong đó có đại sứ Mỹ, Tổng thống Putin bày tỏ lấy làm tiếc khi mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh và ổn định toàn cầu, lại đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sâu sắc. Theo ông Putin, điều này xuất phát từ khác biệt cơ bản trong cách tiếp cận về việc hình thành trật tự thế giới đương đại. Tuy nhiên, Nga vẫn sẽ luôn ủng hộ xây dựng quan hệ với Mỹ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, và đây là các nguyên tắc định hướng cho tương lai quan hệ hai nước. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã công bố báo cáo, trong đó dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2023 sẽ tăng 1,7%, giảm so với mức 2,7% của năm trước đó. Theo các nhà kinh tế, mức dự báo 1,7% cho tăng trưởng thương mại vào năm 2023 đã tăng so với mức 1% mà WTO đưa ra trong báo cáo công bố hồi tháng 10 năm 2022. Một yếu tố quan trọng góp phần nâng dự báo là việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19, giúp giải phóng nhu cầu tiêu dùng bị kìm nén ở nước này, từ đó thúc đẩy thương mại quốc tế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của WTO cũng nhận định khối lượng thương mại hàng hóa thế giới năm 2023 có thể không đạt được mức như mong đợi, dù dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP đã tăng nhẹ kể từ mùa thu năm ngoái. Để hỗ trợ xử lý các vụ án tham nhũng trong nước, ngày 5 tháng 4, Tổng thống Indonesia Widodo đã đề nghị Hạ viện nước này sớm hoàn thiện dự luật tịch thu tài sản. Theo Tổng thống Widodo, dự luật tịch thu tài sản là một sáng kiến của chính phủ nên chính phủ sẽ tiếp tục đề nghị Hạ viện sớm xem xét ban hành để đưa vào áp dụng thực tiễn. Hiện nay các cuộc thảo luận về dự luật vẫn đang diễn ra tại Quốc hội. Nếu được ban hành, luật tịch thu tài sản sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê biên và tịch thu tài sản trong các vụ án tham nhũng và rửa tiền. Dự luật được thúc đẩy trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều cáo buộc tham nhũng tại Bộ Tài chính của Indonesia với số tiền lên tới 5 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Kinh tế Đức, nền kinh tế đầu tàu châu Âu, có khả năng sẽ tránh được một cuộc suy thoái đáng lo ngại trong năm nay, song vẫn sẽ phải đau đầu đối phó với tình trạng lạm phát cao. Theo báo cáo của 4 tổ chức nghiên cứu, gồm Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức, Viện Kinh tế Thế giới, Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle và Viện Nghiên cứu Kinh tế RWI Leibniz, cỗ máy kinh tế Đức có thể đạt mức tăng trưởng nhẹ 0,3% trong năm nay. Tuy nhiên, lạm phát vẫn sẽ ở mức cao khi chỉ giảm nhẹ từ mức 6,9% trong năm ngoái xuống 6% trong năm nay. Dự báo này lạc quan hơn so với con số chính phủ Đức đưa ra trước đó là kinh tế sẽ tăng trưởng 0,2% trong năm 2023, đảo chiều so với nguy cơ suy thoái được đưa ra trong các dự báo trước đó nữa. Bánh kép là loại bánh mỏng thường được làm từ bột mì, trứng, sữa và bơ. Điều thú vị về bánh kép là công thức chế biến có thể thay đổi linh hoạt tùy vào điều kiện và sự sáng tạo của đầu bếp. Do đó, trên thế giới có rất nhiều biến tấu của món bánh này. Chuyên trang về ẩm thực của kênh truyền hình Mỹ CNN mới đây đã bình chọn những loại bánh kép ngon nhất thế giới. Mời quý khán giả cùng tham khảo về loại bánh này trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.